Một sinh viên Trung Quốc vừa bị tuyên án 1 năm tù trong nhà giam liên bang Mỹ sau khi nhận tội là đã lén chụp hình bất hợp pháp một căn cứ quân sự Mỹ ở vùng Florida Keys. Dù rằng các giới chức liên bang chỉ truy tố Zhao Qualin, 20 tuổi, tội chụp hình căn cứ quân sự, nhưng trong hồ sơ nộp tại tòa cũng như trong phiên tòa hôm thứ Ba ngày 5 tháng 2, thì họ ám chỉ rằng Zhao không là một du khách như đã khai mà có thể là một gián điệp của chính quyền Trung Quốc và nói dối với nhân viên FBI sau khi bị bắt. Công tố viên liên bang, ông Michael Swerving, nói rằng Zhao hôm 26 tháng 9 năm ngoái đã lội xuống nước để vòng ra phía sau hàng rào an ninh ở phía nam căn cứ Key West Naval Air Station. Giới hữu trách cho hay là nơi đây có các tấm bảng nói rõ ràng là khu vực cấm vào. Theo công tố viên Swerving, thì trái với lời khai của Zhao rằng anh ta chỉ là một du khách đi lạc, thì nhân viên FBI đã không nhìn thấy hình ảnh địa điểm du lịch nào ở vùng Key West trên máy chụp hình và điện thoại của bị cáo, mà chỉ thấy có các hình ảnh của khu vực quân sự. Tuy nhiên, luật sư biện hộ cho bị cáo Zhao nói rằng thân chủ của bà là một sinh viên tại Đại học North University of China và đến thăm vùng Key West sau khi hoàn tất chương trình học mùa hè về ngành âm nhạc, và Zhao chỉ có hành vi ngu xuẩn chứ không phải là gián điệp.